Khoảnh khắc một binh sĩ Nga đối đầu với hơn chục lính Ukraine Binh sĩ Ukraine bắt đầu dương cờ trắng đầu hàng gần Svatova. Lực lượng Ukraine bị Nga không kích bằng bom FAB-500. Ukraine nổi giận vì Mexico mời Nga rửa bình. Ba nước EU đáp trả đe dọa khởi kiện của Ukraine. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Trong video do kênh Telegram nghiêng về Nga chia sẻ, một binh sĩ Nga đã thành công cầm chân nhóm quân Ukraine khi đối phương phải rút lui sau cuộc đấu lựu đạn trong video do kênh Telegram nghiêng về Nga chia sẻ, một binh sĩ Nga đã thành công cầm chân nhóm quân Ukraine khiến đối phương phải rút lui sau cuộc đấu lựu đạn. Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái UAV được chia sẻ hôm 16 tháng 9 trên kênh Ridoka kèm theo với bài đăng mô tả cảnh một người lính thuộc đại đội súng trường cơ giới số 8 của Nga thuộc lữ đoàn 37 đối đầu với 12 binh sĩ Ukraine bài đăng chia sẻ người lính của chúng ta đã cố gắng giữ chiến hào trong lúc đối phương ném lựu đạn về phía mình video cho thấy một phía là nhóm binh sĩ trong chiến hào phía còn lại là một người lính được cho là quân nhân nga hai bên cùng ném lựu đạn về phía nhau và đến cuối clip nhóm quân ukraine rút lui binh sĩ ukraine đã quyết định trốn khỏi cứ điểm và dừng cuộc đụng độ ridoka viết trong bài đăng đồng thời khẳng định rằng người lính nga trong video đã một mình chiếm lấy vị trí của đối phương Newsweek không thể xác định đoạn video vì cả clip và bài đăng đi kèm không nêu địa điểm hoặc ngày tháng. Một binh sĩ Nga thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Svatova, mặt trận Donbass đã tiết lộ với Ria Novosti rằng các binh sĩ Ukraine tại đây đang bắt đầu tự nguyện đầu hàng. Một binh sĩ Nga thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Svatova mặt trận Donbass đã tiết lộ với RIA Novosti rằng các binh sĩ Ukraine tại đây đang bắt đầu tự nguyện đầu hàng. Binh sĩ Nga cho biết đối phương bắt đầu tự nguyện đầu hàng. Chỉ mới ngày hôm qua chúng tôi đã bắt được 3 người. Chính họ đã đến gặp chúng tôi và không có bất kỳ sự kháng cự nào. RIA Novosti cũng ghi lại cảnh quay các binh sĩ Ukraine tiếp cận các vị trí của Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội Nga tấn công vào khu vực Kupian và Svatova gây sức ép rất lớn lên lực lượng Kiev. Một cuộc tấn công dữ dội bằng bom FAB 500 vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraina ở Berislav thuộc tỉnh Kherson đã được Nga ghi lại và công bố. Một cuộc tấn công dữ dội bằng bom FAB-500 vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine Berislav thuộc tỉnh Kherson đã được Nga ghi lại và công bố. Đoạn video ghi lại cuộc không kích quy mô lớn vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Berislav đã được công khai. Có thông tin cho rằng quả bom FAB 500M62 đã được sử dụng. Loại bom này được trang bị thêm mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát. FAB 500M62 có độ chính xác cao và sức nổ lớn. Điều đáng chú ý là vụ nổ cực kỳ mạnh, điều này cho thấy khả năng xuyên thấu sâu của loại bom này. Khi phát nổ, bom FAB 500M62 có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho cả địch cả về nhân lực và thiết bị quân sự. Đoạn video clip được quay từ bờ đối diện sông Tyne do Avia Pro công bố ngày 18 tháng 9, chúng ta có thể thấy ngọn lửa do quả bom phát nổ bốc cao vài chục mét, với vụ nổ thế này, sức công phá là cực lớn. Cựu sĩ quan Mỹ Daniel Davis đã bình luận trên New Week rằng: "Một phân tích tỉnh táo, chính xác về cuộc tấn công mùa hè gần như đã kết thúc của Kiev cho thấy rằng, bất chấp những hy vọng lớn về một thành công nhanh chóng, chiến dịch phản công kéo dài nhiều tháng của ukraina đã thất bại ngay từ đầu Cựu sĩ quan Mỹ Daniel Davis đã bình luận trên Newsweek rằng một phân tích tỉnh táo chính xác về cuộc tấn công mùa hè gần như đã kết thúc của Kiev đã cho thấy rằng bất chấp những hy vọng lớn về một thành công nhanh chóng, chiến dịch phản công kéo dài nhiều tháng của Ukraine đã thất bại ngay từ đầu. Ông cho biết vào ngày 5 tháng 4, hai tháng trước khi bắt đầu cuộc tấn công, tôi đã viết rằng quân của ông Zelensky với rất ít hoặc không có sức mạnh không quân và thiếu đạn pháo có thể chịu thương vong nặng nề trong khi thu được rất ít Năm ngày sau, Washington Post tiết lộ nội dung của một tài liệu tối mật của Mỹ bị dò dỉ, đánh giá tình báo, cũng dự đoán cuộc tấn công của Ukraine có thể sẽ không đạt được kỳ vọng và rằng sự thiếu hụt kéo dài của Ukraine trong việc cung cấp huấn luyện và đạn dược có thể sẽ làm cản trở tiến độ và làm trầm trọng thêm thương vong trong cuộc tấn công. Nhưng khi cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 5 tháng 6, sự lạc quan đó nhanh chóng tan biến. Trong hai tuần đầu tiên giao tranh, các lữ đoàn mũi nhọn của Ukraine đã chịu tổn thất lớn về thiết giáp và nhân lực trong khi hầu như không giành được lãnh thổ nào Đến cuối tuần thứ ba, ước tính họ đã mất khoảng 1 phần 5 lực lượng tấn công, buộc Ukraine phải thay đổi đáng kể chiến thuật. Thay vì dẫn đầu bằng xe tăng và các phương tiện bọc thép khác được dự đoán là sẽ bị nghiền nát trong các bãi mìn, cũng như tên lửa chống tăng và đạn pháo của Nga, Ukraine chuyển sang chiến thuật tấn công lấy bộ binh làm trung tâm. Mặc dù sự thay đổi này mang lại một số kết quả, nhưng thương vong lại rất cao. Vào ngày 29 tháng 8, BBC đưa tin rằng các báo cáo mới bị dò dỉ cho thấy số binh sĩ thiệt mạng của Ukraine đã tăng vọt kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Trong khi Ukraina được cho là đã mất 17.500 quân trong năm đầu tiên thì hiện tại nước này được đánh giá là đã mất thêm 50.000 người chết, nâng tổng số 70.000 người chết và 120.000 người bị thương. Mặc dù Ukraina dường như cuối cùng đã xuyên thủng được tuyến phòng thủ chính đầu tiên của Nga, nhưng phần khó khăn nhất trong hệ thống phòng thủ của đối phương vẫn chưa được khắc phục, hàng trăm km răng rồng, hào chống tăng và nhiều bãi mìn rộng lớn hơn. Tại thời điểm này vẫn chưa rõ liệu Ukraine có đủ sức mạnh tấn công với lực lượng còn lại để tiếp cận, chứ chưa nói đến việc xuyên thủng tuyến phòng thủ chính thứ hai của Nga, sau đó là tuyến chính thứ ba, tiếp theo là pháo đài phòng thủ ở Tokmak và vẫn còn 75 km nữa mới tới được bờ biển Azov. Tổng thống Mexico Andrés Manuel Obrador mới đây đã lên tiếng bảo vệ quyết định mời binh sĩ Nga tham gia cuộc duyệt binh ngày độc lập của nước này sau khi Ukraine phản ứng giận dữ. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador mới đây đã lên tiếng bảo vệ, quyết định mời binh sĩ Nga tham gia cuộc duyệt binh ngày độc lập của nước này sau khi Ukraine phản ứng giận dữ. AFP dẫn lời bài đăng trên mạng xã hội của đại sứ Ukraine tại Mexico, Osana Dramareska cho hay cuộc duyệt binh đã mất đi ý nghĩa vốn có với sự tham gia của đơn vị Nga. Nữ đại sứ đặt câu hỏi, ngài Lopez Obrador, chính sách trung lập của ông và việc ông lên án hành động quân sự của Nga tại đất nước tôi có logic không? Trước đó khoảng 15 binh sĩ Nga mang theo quốc kỳ nước này đã tham gia cuộc duyệt binh hôm ngày 16 tháng 9 tại thành phố Mexico để đánh dấu 213 năm độc lập cùng với các đoàn đại biểu quân sự từ một số quốc gia khác. Ông Lopez Obrador trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 18 tháng 9 đã giải thích rằng chúng tôi có quan hệ với tất cả quốc gia trên thế giới và mọi người đều được mời. Chúng tôi vẫn luôn làm như vậy. Chính phủ Mexico từng lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Vào tháng 2, Mexico đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc yêu cầu Moscow rút quân ngay lập tức. Tuy nhiên, tổng thống López Obrador lại từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga hoặc gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông khẳng định chính phủ Mexico tìm cách thúc đẩy đối thoại để đạt được hòa bình. Cũng có quan điểm tương đồng với Mexico, ngoại trưởng Hungary trong một video đăng trên Facebook hôm 18 tháng 9 đã khuyên các đồng nghiệp châu Âu tận dụng sự kiện tại Đại hội đồng Liên hợp quốc để tiếp xúc với nhà ngoại giao Nga nhằm hóa giải bất đồng. Cũng có quan điểm tương đồng với Mexico, Ngoại trưởng Hungary trong một video đăng trên Facebook hôm 18 tháng 9 đã khuyên các đồng nghiệp châu Âu tận dụng sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tiếp xúc với nhà ngoại giao Nga nhằm hòa giải bất đồng. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato, người đang có mặt tại New York, đã lên kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 diễn ra vào ngày 19 đến 26 tháng 9. Ông kêu gọi các chính trị gia EU thể hiện sự khôn ngoan và sử dụng đại hội đồng làm nền tảng cho cuộc đối thoại giữa các bên đối lập. Lưu ý rằng cần phải giữ các kênh liên lạc cởi mở với Moscow, bao gồm cả việc thảo luận các cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine ông shiyato cho biết tất nhiên bản thân tôi sẽ gặp đồng nghiệp của mình bộ trưởng ngoại giao nga tôi nghĩ rằng việc càng nhiều đồng nghiệp tây âu của tôi làm điều tương tự càng tốt cần phải tận dụng tuần này để mang lại hòa bình cho ukraine Người Nga, người Ukraine, người Mỹ, người Pháp đều sẽ có mặt ở đây. Mọi người sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau. Ngoại trưởng Hungary tin rằng Liên Hợp Quốc không được thành lập để liên kết những nhóm lợi ích nhất định vì đã có những tổ chức khác tương tự chẳng hạn như NATO hay là Liên minh châu Âu EU. Ông nhận định rằng Liên Hợp Quốc được thành lập để các bên, ngay cả những bên đang có xung đột, ít nhất có thể nói chuyện với nhau vì khi đó thì sẽ có hy vọng về một giải pháp nào đó và tình hình ít nhất sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 9 tuyên bố nền kinh tế nước này đã phục hồi sau lệnh trừng phạt và đang chuyển sang giai đoạn phát triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 9 tuyên bố nền kinh tế nước này đã phục hồi sau lệnh trừng phạt và đang chuyển sang giai đoạn phát triển, phát biểu tại cuộc họp với chính phủ về dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2024-2026 ông Putin nêu rõ Tôi muốn nói ngay rằng về một số chỉ số chính, tình hình đang tốt hơn nhiều so với dự kiến trước đó. Chúng ta đã phải chịu đựng một áp lực hoàn toàn chưa từng có từ bên ngoài, áp lực trừng phạt từ phương Tây, nhưng GDP của Nga đã trở lại mức của năm 2021 và bây giờ điều quan trọng là phải tạo điều kiện để phát triển ổn định lâu dài hơn nữa. Tổng thống Nga cho biết bất chấp dự báo tiêu cực, GDP của Nga có thể tăng 2,8% vào cuối năm nay, vào tháng 4 thì tăng trưởng GDP năm nay dự kiến là 1,2%. Nhưng trên thực tế, mức tăng GDP có thể đạt 2,5%, thậm chí là 2,8% vào cuối năm 2023. Ông Putin nhận xét rằng tình hình ngân sách liên bang cũng đã ổn định, tổng cộng cho đến nay thì vẫn có một khoản thâm hụt nhỏ, nhưng vào tháng 8 điều này một lần nữa được bù đắp bằng thặng dư. Ông thông báo thêm các khoản chi phí dầu khí của ngân sách Nga năm 2023 cao hơn đáng kể so với số liệu của năm ngoái, trong khi các khoản thu từ dầu khí vào tháng 7 tháng 8 năm 2023 đã phục hồi gần bằng mức của năm ngoái. Tuy nhiên, tổng thống Nga cũng thừa nhận một số vấn đề, đặc biệt là lạm phát tăng tốc nhưng ông bày tỏ chắc chắn rằng vấn đề này sẽ được giải quyết bằng các quyết định chuyên nghiệp và phối hợp tốt. Một tháng trước tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga đã lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới và vượt Đức về sức mua tương đương. Hungary, Ba Lan và Slovakia dự định rút khỏi cơ chế điều phối xuất khẩu ngũ cốc Ukraina của Liên minh châu Âu EU sau khi Kiev tuyên bố sẽ kiện ba nước này vì cấm nhập khẩu nông sản của Ukraina. Hungary, Ba Lan và Slovakia dự định rút khỏi cơ chế điều phối xuất khẩu ngũ cốc Ukraine của Liên minh châu Âu EU sau khi Kiev tuyên bố sẽ kiện ba nước này vì cấm nhập khẩu nông sản của Ukraine. Chính phủ Ukraine hôm 18 tháng 9 tuyên bố sẽ khởi kiện Hungary, Ba Lan và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới WHO sau khi ba nước này đơn phương ra lệnh cấm nhập khẩu hạt giống và ngũ cốc của Ukraine. EU và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án ba quốc gia nêu trên vì các lệnh cấm đơn phương Hàng thông tấn PAP của Ba Lan trích dẫn một nguồn tin giấu tên ở Bruxelles tiết lộ các chính phủ này sẽ đáp trả bằng cách rút khỏi cơ chế phối hợp của EU nhằm hỗ trợ Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Nguồn tin cho biết thêm quyết định được đưa ra một cách thận trọng vì Ukraine có thể sử dụng thông tin được cung cấp sau khuôn khổ cơ chế phối hợp để chống lại Hungary, Ba Lan và Slovakia trong quá trình tranh tụng ở WTO. Các quan chức ở quốc gia hiện lập luận rằng nông sản nhập khẩu từ Ukraine đã làm giảm giá các mặt hàng nội địa và đe dọa sinh kế của nông dân trong nước. Song phát biểu trên tờ Politico, đại diện thương mại Ukraine đã bác bỏ những lo ngại này, đồng thời khẳng định giá cả mang tính toàn cầu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham gia vòng tranh luận thứ hai giữa các ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tuần tới, mà chọn một sự kiện phát sóng giờ vàng để thu hút sự chú ý. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham gia vòng tranh luận thứ hai giữa các ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tuần tới mà chọn một sự kiện phát sóng giờ vàng để thu hút sự chú ý. Cụ thể, CBS dẫn nguồn thạo tin ngày 18 tháng 9 cho hay ông Trump sẽ không dự vòng tranh luận thứ hai giữa các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa diễn ra vào ngày 27 tháng 9 tới tại California. Thay vào đó, thì ông sẽ tới Detroit và phát biểu tại một sự kiện phát sóng giờ vàng có sự tham gia của các thành viên và cựu thành viên công đoàn. Tương tự, vòng tranh luận đầu tiên ở vòng tranh luận thứ hai này, các ứng viên phải nhận được tỷ lệ ủng hộ ít nhất là 3% theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận hoặc là khảo sát tại 1 đến 2 bang bầu cử sớm. Khảo sát phải được tiến hành từ sau ngày mùng 1 tháng 8, có ít nhất 800 cử tri cộng hòa tham gia. Ngoài ra các ứng viên cũng phải có tối thiểu 50.000 người tài trợ với ít nhất 200 nhà tài trợ ở 20 bang hoặc vùng lãnh thổ. Ứng viên tham gia tranh luận phải cam kết sẽ ủng hộ ứng viên cuối cùng được đề cử đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Hôm 17 tháng 9, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một nhóm 14 người đã phun sơn lên khải hoàn môn Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, khi nhóm này kêu gọi hành động khẩn cấp chống lại biến đổi khí hậu. Hôm 17 tháng 9, cảnh sát địa phương đã bắt giữ một nhóm 14 người đã phun sơn lên khải hoàn môn Brandenburg ở thủ đô Berlin của Đức, khi nhóm này kêu gọi hành động khẩn cấp chống lại biến đổi khí hậu. Nhóm người nói trên đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy các thành viên sử dụng bình xịt phun sơn màu cam và vàng lên các Cột trụ chính của Khải hoàn môn, cảnh sát đã bắt giữ 14 người tại hiện trường và mở cuộc điều tra về tội gây thiệt hại tài sản công cộng. Một trong những người bị bắt giữ cho biết rõ ràng là mọi người nên ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020. Nhóm này đang yêu cầu chính phủ Đức có hành động khẩn cấp chống lại biến đổi khí hậu. Khải hoàn môn Brandenburg được xây dựng ở Berlin hơn 200 năm trước, thời gian bị chia cắt thành Đông Đức và Tây Đức, không ai được phép tới Khải hoàn môn này. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của sự thống nhất sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Phát biểu với truyền thông địa phương, thị trường Berlin với những hành động này, họ không chỉ làm hỏng khải hoàn môn Brandenburg lịch sử, mà còn làm hỏng cả việc thảo luận tự do về các vấn đề quan trọng của thời đại và tương lai chúng ta. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!